Hello anh em, hôm nay làm cái video để gửi đến anh em về cái việc đầu tư những cái sản phẩm thành phẩm thì chúng ta đầu tư như thế nào, tìm làm sao kẽ hở. Hôm trước mình có livestream nói về cái phần kẽ hở đúng không? Hiện nay thì mình đang đi ở khu vực này là khu vực Ân Thi của Hưng Yên, ở đó là khu công nghiệp làm quá sầm uất, tốc độ quá nhanh. Và các anh em học viên của mình đang tìm chỗ này ít người bán lắm, dân gần như không bán. Các bạn nào mà có cái hiểu khu vực này thì về tìm hiểu khu vực này đầu tư sẽ rất hiệu quả. Đấy là trích ngang để cho các bạn biết. Hôm nay mình có đi đăng kiểm nhưng mà chưa đăng kiểm được xe. Thế thì quay trở lại câu chuyện là nói về cái việc kẽ hở của dòng sản phẩm thành phẩm. Thì các bạn biết rồi đấy, cái dòng thành phẩm thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là nhà sản xuất có 3 cái thành phần tham gia vào cái bất động sản thành phẩm này, quan trọng chính nhất ấy. Còn những cái gián tiếp mình không nói đến ở đây. Đầu tiên là nhà sản xuất, thứ hai là đại lý trung gian là người bán hàng, thứ ba nữa là người mua. Người mua thì gồm có 2 phần: người sử dụng hoặc người đầu tư. Đấy, người sử dụng hoặc người đầu tư. Vậy thì chúng ta phải nhìn nhận đầu tiên đến đó là nhà sản xuất. Nhà sản xuất thì lúc nào cũng thắng hết các bạn, ít khi thua lắm, trừ khi những chủ đầu tư mini nhỏ lẻ. Còn những cái đại dự án lớn, những cái chủ đầu tư lớn, những doanh nghiệp lớn ấy, là người ta sẽ thắng. Thắng đầu tiên là người ta được mời đến làm ở cái dự án đó, đúng không? Người ta được mời đến các khu vực đó, đến địa phương nào là người ta được mời mà, giải thảm đỏ để mời doanh nghiệp. Giống như câu chuyện là Samsung sang Việt Nam, các bạn biết ai phải tiếp, các bạn biết rồi đấy. Thế thì nhà sản xuất thì người ta không quan tâm đến cái việc người ta bán hàng ra, sau đó người mua hàng sẽ xử lý, sử dụng, rồi khai thác như thế nào. Tất nhiên có một vài những chủ đầu tư rất cũng biết cách một cái là hỗ trợ người dân, là kéo người về, nhưng nó chỉ là hàng cầm chừng nữa, các bạn hiểu không? Nó chỉ là cái hàng cầm chừng thôi, không thể mạnh được, bởi vì suy cho cùng thì nó vẫn phải cần một cái độ trễ, các bạn hiểu không? Là vẫn phải cần một cái độ trễ về dân ở, độ trễ về dân đến đấy chơi, độ trễ về dân ở đấy kinh doanh, vân vân. Thế thì cái chủ đầu tư nào mà họ có nhiều cái chương trình kéo dân về thì nó đỡ hơn một chút, đỡ thôi. Có 2 phần cái phần đó cơ, đỡ hơn một chút. Mình nói về phần nhà sản xuất trước đã. Thế có những người doanh nghiệp, có những chủ đầu tư lớn ý, rất lớn ở Việt Nam luôn, là chuyên mua đất bán đoạn, cắt shop house ra để bán. Có những nơi 5 năm rồi, gần 10 năm rồi, từ 2016 đến bây giờ là 7 năm rồi, 7 năm rồi mà chưa phủ đầy được. Thì theo các bạn, đầu tư dài hạn hay là sản phẩm gì đi, để nói như vậy thì lấy đâu ra, được chưa? Lấy đâu ra mà các bạn tạo ra cái giá trị đầu tư loanh quanh lên, là cái chỉ vì là đầu cơ đánh sóng, cái đội thổi tiền nó lên, quay tay lên, chứ còn tự nha nó vẫn là sản phẩm đầu cơ. Thế thì cái độ trễ ở đây nghĩa là gì? Là một dự án mới, một đại đô thị mới, một khu nghỉ dưỡng, một khu resort hay một cái tòa chung cư chẳng hạn, thì nó vẫn cần một cái độ trễ của thời gian về ở. Thế người nào mà mua bán mà biết được cái độ trễ đấy, ví dụ nó là 2 năm thì các bạn đầu tư còn được. Nhưng nếu nó lên cả 5 năm thì các bạn lỗ. Bởi vì sao? Nếu 5 năm các bạn không tăng giá thì ít nhất 3 năm sau các bạn phải mang về cái lợi nhuận nó ít nhất là 180% thì các bạn mới lời được. Không, các bạn không thể lời được. Lời vào mắt, được chưa? Không thể lời được, các bạn cứ ngồi và các bạn tính mà xem. 5 năm là các bạn mất 50%, nếu tính thông thường là gửi tiết kiệm ngân hàng là mất khoảng 40% rồi. 5, 8, 40. Chi phí cơ hội, tiền chôn một chỗ, nhà đôi khi đấy lại còn phải bị gọi là cải tạo lại, xây dựng lại, sơn sửa lại. Không cẩn thận là khu đấy thành khu ma nữa thì có ai mà đến ở. Có nhiều doanh nghiệp thì người ta tránh cái việc thành khu đô thị ma ấy, là người ta cứ suốt ngày người ta hội nhạc, ca nhạc ở đấy để làm sao kéo dân về ở. Nhưng xong một thời gian họ cũng không thể kéo được, họ chỉ không kéo lắm cho các bạn khoảng 2 năm thôi.
Nếu mà người ta còn hàng thì người ta kéo tiếp, còn nếu mà không còn hàng thì thôi, thả trôi thôi, lạc trôi thôi. Thế nên chúng ta phải nhìn vào sự thật, nó là như vậy, thực tế là như vậy. Nếu các bạn là chủ đầu tư, các bạn có làm như thế không? Nên đừng nghĩ là mình chê trách hay mình khen ngợi chủ đầu tư không. Nếu mà là mình là chủ đầu tư, chắc chắn mình sẽ ít nhiều là mình không rồi, đúng không? Mình đi làm lại dự án mới, nhà sản xuất mà sản xuất nó giống như iPhone, nó giống như Samsung ấy, đúng không? Giống như Apple ấy, là anh phải sản xuất ra điện thoại liên tục từ cái iPhone 3 lên tận iPhone 14, 15 bây giờ rồi, bao nhiêu đời rồi, mỗi một năm một đời iPhone. Vậy thì đại dự án nó cũng thế, nhà sản xuất nó là vậy. Nên các bạn không thể trách được nhà sản xuất. Cái trách là trách đầu tiên là trách ở mình không nhìn được ra cái bản chất thực tế nó như vậy. Còn thằng nhà sản xuất nào nó cũng muốn bán được nhiều hàng nó có tiền cả. Ai cũng vậy. Được chưa? Đấy thì chúng ta nhìn về động cơ đấy, rồi tìm nhìn cái độ trễ của thời gian khi mà dự án đấy dân về ở, dân về kinh doanh, vân vân. Đấy, chúng ta phải nhìn cái điều đó. Có thể 2 năm, có thể 3 năm, có thể 5 năm, và cũng có thể 10 năm các bạn. Và cũng có thể mãi mãi không về bờ được. Không về bờ được. Đơn giản các bạn đi các đại đô thị các bạn biết ngay thôi, chứ không có gì phải hiểu. Rồi cái phần thứ hai liên quan đến việc nhiều doanh nghiệp, nhiều chủ đầu tư còn kéo dân về đúng không? Anh kéo là một chuyện, nhưng bây giờ không có dân mà về, không có dân mà về, cái người mà thu nhập tiền cao ấy thì người ta lại không sang ở. Bởi vì đó đấy chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều nhà, cùng lắm là sang tá túc 1-2 đêm đấy, cuối tuần. Còn những người mà đông hơn nữa cần thì người ta lại không đủ tiền các bạn. Cho nên là từ nay năm 2030 phải làm 1 triệu căn nhà ở xã hội là như vậy. Bây giờ mà đáp ứng chưa được đạt 30%, mà 30% đấy là thống kê thôi. Còn nếu mà tính tiêu toán chi li ra chắc gì đạt được 30%. Nên anh kéo là một chuyện, nhưng vấn đề là không có dân, lực bất tòng tâm. Cái lượng dân số cơ học nó chỉ đến thế thôi, nhập cư nó cũng chỉ đến thế thôi. Đẻ thì anh phải mất hàng chục năm, thậm chí 15 năm, 20 năm. Mà 20 năm thì chắc chắn nhà sản xuất này, bản thân ông cũng đẻ ra rất nhiều những sản phẩm mới rồi, phù hợp với cái tài chính, phù hợp với cái nhu cầu, phù hợp với mục đích, phù hợp với thời thượng rồi, đúng không? Phù hợp với xu hướng rồi. Anh không thể bảo là tôi làm ra đại dự án này, nó là thành phố này, tôi phải cứu cái thành phố này. Không phải. Anh cứu ở khu đấy thì ai cứu cái tập đoàn, cái doanh nghiệp của anh? Ai cứu được? Không thể cứu được các bạn nhé. Không thể cứu được. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta phải nhìn là nhà sản xuất không quan tâm đến cái việc của các bạn mua như thế nào. Các bạn là con cá đã vào ao của họ rồi thì đấy là việc của các bạn. Đấy là việc của các bạn. Còn cái việc mà các bạn sinh sống như thế nào, tăng trưởng ra làm sao ấy, thì là những con cá chơi với nhau. Đấy, cái đấy là chúng ta phải thừa nhận thực tế, phải chọn thực tế, chứ không chúng ta đừng có mơ mơ màng màng. Mà bây giờ các bạn nhìn thấy cái đơn giá bây giờ đều 3 con số mét vuông, mình có tính được 100 đến 150 triệu. Bây giờ các bạn biết rằng nếu mà nó x đôi là 200 triệu, nó x nó 150 triệu, mình x đôi là lên 300 triệu. Vậy thì bây giờ thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam có 4.000 đô thôi. Theo anh em 10 năm tới có lên được gấp đôi không? Cứ gọi lên gấp đôi là 8.000 đô. Mà 8.000 đô thì mua được bao nhiêu mét vuông, lửa mét? Làm sao mà đạt được như vậy? Đúng không ạ? Thì ý là cái con số lên 100, lên 200, 150, lên 300 ấy nào nó cực khó. Kể cả các bạn cho nó 10 năm, cái mức khung con gà Tây ấy nó chỉ đến thế thôi. Các bạn không thể kích được nó lên được cả. Các bạn cùng lắm là nhồi bánh đúc, các bạn bơm nước giống như mấy bà hàng chợ ấy, làm thì còn được. Nhưng nếu mà các bạn bảo là các bạn cho nó tăng lên nhiều là không có nhá. Không có chuyện, không có chuyện đó. Cái đấy phải thừa nhận thực tế như vậy. Và cái điểm thứ hai là những cái đại lý trung gian ngư ông đắc lợi. Mình gọi là ngư ông đắc lợi. Cái bản thân người ta chỉ là cái cầu nối trung gian đến giữa sản nhà sản xuất và khách hàng, cái người đối tượng thứ ba đấy.
Thì người ta chỉ cần quan tâm đến là cái việc mà người ta cầu nối trung gian đấy xong người ta hưởng hoa hồng thôi. Người ta hưởng hoa hồng của các bạn thôi. Đúng không ạ? Thế thì mua xong thì người đấy người ta cũng chẳng quan tâm đến các bạn nữa. Bởi vì người ta làm thì có năng lực nào để mà quan tâm, người ta không không xen vào cái việc đó được. Nên là chúng ta phải giải quyết việc đó. Còn vì sao có rất nhiều người nói là sao dự án đấy là 1.000 căn nó vẫn bán được? Xin thưa với các bạn là tiền trong dân rất nhiều và những người trong dân bảo là còn chưa biết về chưa biết về cái việc đầu tư này quá nhiều luôn các bạn ở các tỉnh này, làm sao mà biết được, mà nghe chỉ cần nghe thương hiệu, đôi khi những người mua một tay là chỉ nghe thương hiệu đến đại dự án đấy là thấy đẹp là mua thôi, người ta không quan tâm đến con số, người ta quan tâm đến con số đâu. Nếu người ta quan tâm đến con số thì xin thưa không mà người ta mua, nó để thằng khác còn yếu tố sử dụng đúng không, nói linh là cái người mua đúng không, là có người đầu tư và người sử dụng đúng không. Như bản thân mình có nhà mặt đất rất nhiều, nhưng mình lại đi thuê chung cư mình ở, hoặc có thể mình thuê biệt thự mình ở, thuê full đồ luôn. Thì những người sử dụng ấy có thể nếu mà người ta tính ra con số, người ta sẽ ra người ta thuê còn hơn. Một căn các bạn có thể mua 50 tỷ, các bạn cho thuê cùng lắm thì được còn tầm 5 ngàn đến 7 ngàn đô, 8 ngàn đô. Thế thôi, Sibucha thế thôi, Riverside thế thôi. Hoặc người nào cho thuê ngon đẹp nhất, ngon nhất thì khoảng tầm 8 ngàn đến 10 ngàn. Thế thôi, không có gì nhiều à. Nhưng nếu mà 50 tỷ đấy, nếu mà các bạn mà mang đi đầu tư, các bạn trích một cái số tiền ra, trích 10 tỷ ra các bạn thuê 15 chẳng hạn. Còn lại 40 tỷ các bạn đi đầu tư thì theo các bạn 10 năm thì các bạn có x đôi được không? Cơ bản là x đôi được. Mua những đất mặt đường là x đôi được, mua những nhà phố là cơ bản là sẽ có lời. Tất nhiên là phải hỏi chấm là mua dạng nào nữa. Nhưng mình nhớ đến cái câu chuyện đấy để các bạn nhìn hình dung nó dễ. Nên là những người ở tỉnh, những người mà mua những sản phẩm ở làng 1.000 căn ấy, lúc nãy mọi người nói đấy. Bởi vì mình làm video mình biết rất nhiều người comment những cái điều là chưa được tích cực lắm. Tất nhiên là cũng là góc nhìn của người ta thôi, cái đấy mình không có quan tâm ở đây làm gì cả. Mình chỉ nói đến cho các bạn hiểu rằng giữa 1.000 căn mà đến cả 2.000 môi giới đại lý trung gian có lúc đến tận 10.000, thì theo các bạn là 10.000 môi giới và tiếp cận mỗi người 10 người thôi, thì theo các bạn nên bao nhiêu 100.000 người, bằng 100.000 người nó đào lực xới xới tung cả từ trong nước đến Việt kiều. Mà Việt kiều nói thật, nếu anh em nào có Việt kiều mà nghe được video này, nó xin thưa với anh em luôn là đôi khi anh em mua ở bên nước ngoài, anh em mới mua chỉ vì cái tiếng. Và anh em mua cứ cày bên đấy là xa hương cầu thực, là cày bên đấy xong nó vứt tiền về Việt Nam, nhưng nó chẳng sinh lời đâu các bạn. Chẳng sinh lời đâu, mình chỉ biết nhiều người lắm. Kể cả có những người là sang bên đầu bên đấy chơi trồng cỏ, rồi là làm nai, rồi làm xuất nhập khẩu, làm buôn quần áo, vân vân rất nhiều cái. Châu Âu rồi là Úc Yết này kia đúng không ạ? Đấy, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân. Nhưng vất vả cuối cùng nó không có tiền. Các bạn chỉ cảm giác là cái đấy thôi. Rất nhiều người mua hàng thành phẩm bởi các bạn không có thời gian. Không có thời gian vì sao? Vì các bạn lười bay về. Thứ hai là các bạn chẳng có cái kiến thức nào để các bạn tư đánh giá cái việc đó cả. Có nhiều người rất thông minh, có nhiều người rất giỏi, nhưng có nhiều người là mua, ta thích thì ta mua thôi, chứ còn bảo là phân tích thì không có phân tích, không phân tích gì cả. Thì cái việc các bạn mất tiền là đương nhiên thôi. Cho nên là nhiều người bây giờ người ta lại quảng cáo những cái tệp khách hàng Việt kiều. Cái người trong nước thì người ta lại mua ít hơn. Nên là với cái tốc độ như vậy thì cái 1.000 căn, có 10.000 căn người ta bán, người ta có bán 1-2 tháng đâu các bạn, người ta bán bằng 2-3 năm, 5 năm. Mưa dầm thấm lâu đúng không? Bán mãi thì tích nhiều thành đại, nay tháng này bán 20 căn, tháng sau bán 30 căn, tháng sau nữa bán đôi 100 căn chẳng hạn, ví dụ vậy. Lúc sóng tí nói hết thôi, bởi vì mình đã trải qua cái việc đó, mình biết, mình là có cả công ty đấy, mình đào tạo cái đấy, mình biết rõ chứ. Nhưng nó vẫn là cái người kẽ hở cho các bạn đầu tư, đó là khi các bạn nhìn thấy một đại dự án rất là đẹp, nhưng các bạn phải có học cái kỹ năng ở trong lớp cốt 11, mình gọi là có kỹ năng quan sát, theo dõi và quan sát, biết được cái dấu hiệu của nó để các bạn đầu tư là nó ngon. Bởi vì bây giờ các bạn bỏ 30 tỷ 50 tỷ ra, các bạn ăn 50% là 15 tỷ, nhưng vấn đề là bao giờ ăn được 50%, bao giờ ăn được 30% là 10 tỷ, bao giờ ăn được bao được 100% nó là 60 tỷ vân vân đúng không? Bao giờ cái câu hỏi là đã bao giờ
ai chẳng biết đầu tư là thời điểm, ai chẳng biết đầu tư là ngon, đúng không? Đấy thì nó, các bạn phải hiểu cái điều đó. Nên là suy cho cùng, cái đối tượng thứ ba là người mua là người ăn đòn nhất. Người ăn đòn nhất trong cái bối cảnh mà các bạn nhìn bảo đói thối mồm như thế này. Và bây giờ các đòi đi mua tiên phong thì không hiểu các bạn mua tiên phong để làm gì. Cứ lao lên, thằng nào xông lên đầu tiên là thằng ấy ngỏ củ tỏi. Là anh hùng thôi, là anh hùng là gì? Là liệt sĩ ngay, đúng không? Anh hùng liệt sĩ ngay. Cầm bom ba càng là liệt sĩ ngay đấy, chứ không phải không đâu. Cứ làm ra răm 70 tỷ, cuối cùng vào đốt 1-2 căn là hết. Có người cả đời chỉ được thế thôi, không hơn được. Có người 5-7-10 tỷ quật vào đây mua chỉ vì là muốn vào ở cái này, ở cái kia, chảnh chảnh này chảnh kia. Các bạn không mua được một con bò, các bạn mua hẳn một cái đùi bò. Nói chung là một cái mindset của các bạn, anh em phải chú ý cái điều đó thì mới hiểu được. Còn không, nếu mà cái hàng thành phẩm các bạn có muốn đầu tư có lời, khó lắm. 10 thằng chơi thì 8 xịt, 9 thằng xịt. Một ông nào anh lướt nữa thì thôi rồi. Có nhiều ông này mua ông ở Tây Hồ Tây kìa, mua mây bách mây biếc thì cuối cùng bây giờ phải bán tháo, bán cả nhà cả xe ấy. Còn đừng có đùa, đúng không ạ? Bây giờ các bạn 30 tỷ, 50 tỷ các bạn đi cào, các bạn bảo lướt được 2 tỷ. Ngon thật chứ 2 tỷ, và bây giờ 2 tỷ nếu tính ra một đống tiền ấy. Nhưng mà khi các bạn đọng ngồi đấy thì có các bạn đọng mẹ 30 tỷ. Thì 2 tỷ to hay là 30 tỷ to, gọi là 100 cái cào vào một cái cấu các bạn. 100 cái cào vào một cái cấu nhá. Yeah. Nói gì thì nói, mình cam đoan với mọi người là như vậy, sự thật nó là như vậy. Nên là chúng ta phải chú ý cái điều đó. Tất nhiên chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta biết quy trình. Còn không nên các bạn không có thời gian đúng không? Các bạn không có kỹ năng đúng không? Không có kiến thức đúng không? Các bạn order đúng không? Giống như mình làm order cho rất nhiều người ấy. Bây giờ anh bỏ ra 30 tỷ, anh bảo tôi đi tìm hiểu cho anh. Tôi biết được cái kế hoạch của anh, tôi đi ra tôi tìm hiểu. Tôi chọn những cái sản phẩm, chọn những cái điểm rơi để cho anh ít nhất đầu tiên là an toàn, thứ hai có lợi nhuận, thứ ba là nó phải an nhàn thư thái. Chứ không phải mua vào là ôm quả bom. Nhá, anh em phải hiểu điều đó. Nhá. Chứ không là nói chung là mất tiền nhiều lắm các bạn. Cố gắng là điều đó. Xin chúc tất cả anh em sẽ đầu tư an toàn, thắng lợi, có lợi nhuận, an nhàn và thư thái. Xin chào.